Xin chào tất cả anh em nha. Hiện tại bây giờ thì mình có hai hộp AAA của hãng Nutrex. Cái mục đích mà hôm nay mình làm cái video này á là mình muốn nói rõ với anh em hơn. Tại vì bữa giờ cũng có bạn mua cái hàng AAA thì bạn đã gửi cho mình cái hình này, nhưng mà mình gửi cho bạn cái hộp này thì nếu mà anh em nào mà biết rồi á thì mình không còn gì để nói, nhưng mà có nhiều anh em thì kiểu như mình chưa có cập nhật những cái thay đổi, những cái mới ở trên thị trường thì nhiều khi anh em không có hiểu. Tại vì lúc trước á cách đây khoảng một năm hơn á thì cái hàng AI của Nutrex nó ra cái bao bì kiểu vậy, nhưng mà sau này thì nó sẽ đổi thành cái kiểu như vậy đó. Tại vì thì cũng dễ lắm anh em, tại vì cái này á là mình cho anh em xem hai cái đát của hai hộp. Cái hàng cũ thì đát lúc nào nó cũng sẽ hết trước, là cái đát này là anh em thấy không, Best Buy tháng 11 năm 2022 nè, là cái hàng này là hàng cũ nè, nó là sắp hết hạn sử dụng á, là chỉ còn có khoảng nay là đầu tháng 5 mà phải không, thì còn khoảng 5 tháng nữa, 5-6 tháng nữa là hết đát rồi. Còn cái này hàng mới của người ta thì đát nó xa hơn nè anh em, tháng 9 năm 2023 nè, thấy không, rõ ràng là cái hàng mới rồi, sau này là đát nó sẽ xa hơn. Thì nhiều anh em thì không có nắm được cái sự thay đổi của cái hãng, cho nên là hiểu lầm là mình gửi không đúng hàng, nhưng mà thật ra là nó đó anh em, là cái hàng này là nó. Còn nói về cái thành phần thì nó y chang anh em, thành phần y chang, nó chỉ thay đổi có chút xíu về đây nè anh em, những cái miligam này nè nó sẽ có thay đổi chút xíu rồi, chứ nó không có nhiều. Còn về cái phần AAA với phần Tarini thì nó y chang nhau, chỉ khác có mỗi cái như thế này. Để anh em xem nè, dù như cái hàng này kalium nè là 60 phải không, còn hàng này thì kalium này 62, nó chỉ nhích qua nhích lại chút xíu thôi, không đáng kể, nhưng mà là hai sản phẩm này là một anh em, nó khác cái vỏ nhưng mà nó có một ruột một thôi, thì anh em khỏi phải lo. Về cái mặt hàng này thì bây giờ chỉ những đại lý nào mà nhập nhiều mà hàng bán không hết thì mới còn thôi. Thì ở đây thì mình may mắn là mình còn được hộp thì nói chung là mình còn được hộp này, nhưng mà giá này là nó rẻ hơn này rồi, tại vì cái này sắp hết đát thì mình sale cho anh em là 650, tại vì hàng mới bây giờ là 800 ngàn là giá mới bây giờ nè, còn cái này giờ chỉ còn có 650 thôi sale rồi. Thì có một bạn kia bạn cũng đặt rồi, thì giờ mình chủ yếu là mình lấy ra mình làm cái video mình làm liền, rồi mình ship hàng cho bạn đó. Sẵn thì có hai hộp, hai mẫu bao bì khác nhau, thì mình làm cái video mình chia sẻ để anh em hiểu rõ hơn nha. Thêm cái nữa là cái nào là hàng BBT thì mình nói là hàng BBT, cái nào là hàng sách tay thì mình bán theo giá sách tay, thì anh em cũng biết về cái phần này rồi. Thì mình trước khi mình gửi hàng cho anh em thì mình có trao đổi rất là kỹ, và mình có nói với anh em rõ ràng là cái nào là BBT, cái nào là sách tay, thì anh em lựa chọn cho nó dễ. Thì hàng sách tay thì thành phần của nó y chang, nó cũng cái ruột y chang vậy đó, chẳng qua là nó không có mấy tem này thôi đó. Còn về cái hàng này thì là hàng BBT, có tem đầy đủ, thậm chí nó có luôn cái mã QR ở đây. Lúc trước nó có một đợt mà dán mã QR, nhưng mà sau này cũng bỏ luôn rồi, nó rườm rà quá, tốn thời gian và chi phí, cho nên là người ta đã bỏ luôn mã QR. Thì mình còn hộp này Vicam nên mình gửi cho bạn kia luôn đó. Rồi xin chào anh em nha, thì hôm nay chỉ là một cái video ngắn vui vui và chia sẻ với anh em để anh em hiểu rõ thêm về cái mặt hàng mới sau này của hàng Nutrex á. Hàng sách tay nó cũng bao bì mới hết nha anh em, bao bì mới thịnh, thậm chí mà hàng sách tay nó còn nhiều vị hơn hàng chính hãng nữa. Hàng sách tay nó có rất là nhiều vị nha anh em, còn hàng chính hãng chỉ có 3 vị thôi. Rồi xin chào anh em nha, thì khi nào có gì mới thì hay thì mình lại làm video mình chia sẻ với anh em tiếp. Bye bye anh em nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều.